thì mình quay cái mặt lại đây rồi mọi người ơi. Chào tất cả mọi người. Rồi, muốn nói gì đây? Thằng này quay trở lại và lại hai hơn xưa. Ok. Rồi, ok. Bố già. Bố già là của Trấn Thành. Bố già này là full tập nha mọi người. Bố già này là bố già cạc gì đó. Bảy bông này bông gì vậy? Này gì bông cúc gì? Nè, này là bà cô Trang của mình nè anh em. Đó. Trong đó là cát tường. Có 60 ngàn chậu không mọi người? 60 ngàn cặp á. Ôi, bông bông mà làm cái gì cho chặt. Đánh chưa cô chưa? Thôi, bông mà đánh chưa cô. À, của mình là bà nội của mình không có đeo kiến cho nên là ngu ngoắc quá. Rồi đi tiếp, rồi mình đi tiếp. Gì không? Bông sống đời nè mấy. Biết cây này cây gì không chị? Sống đời. Đủ kiểu nhiều màu nơi nào cũng đẹp. Ba đôi một chân nè. Đó là từ sông rồi cũng được. Ủa tôi đâu bảy? Đâu đâu? Đâu ô tô đi trước kìa. Mai nó nở rồi kìa tao. Thử mai cho nó phê cần nha mọi người. Thích cần. Thấy gốc mai. Mấy gốc mai này thường người ta mướn á, chứ đâu mua nổi. Tới hai mấy triệu một cây. Tối nay thôi chứ tối mời đâu có nhóm hả bạn? Quẹo lửa, quẹo lửa Teo ơi, quẹo lửa, quẹo lửa. Tối mời đâu có chợ bông nữa đâu. Lụm dưa đồ các loại. Trời ơi. Con đưa lên mạng mà con nói vậy xấu hổ, tự nhiên mặt vậy đi lụm. Ôi ơi. tự mình là mình xấu hổ. Giờ nói lại đi tặng cho khán giả nghe lại nè. Mình sẽ đi ra thu gom gom phế liệu lại gom đóng. Không, mình mua bông mua dưa với giá cực rẻ nha mọi người. Siêu rẻ. Hàng giảm giá cực sốc luôn. Cực sốc luôn. Bên đây nhiều bông nữa ơi. Ủa bữa nay là nhiêu rồi? Nay là 29 rồi, mới mưa bắn pháo bông rồi. Mới về nha mọi người. Mới về Cao Lãnh phải không? Chưa mưa, chưa cố gắng dành khoảng thời gian làm cái video nữa cho mọi người về.
video dạy bắn game phải không? Mình cày sự kiện Phương Khoai ngày 25 tháng 1 dương lịch và ngày 1 tháng 1 âm lịch. Rồi ok. Dạ chánh cày sự kiện. Đây thì mình quay cái mặt lại đây rồi mọi người ơi. Bông bông xanh bông trắng rồi lại nhận bông ơ rừng ơ bông lê cho bằng bông đồ ơ rừng ơ là đôi ha đôi bông rồi lại mấy bông đó. Đây là cháu của mình bé T O O O O bà Trang vlog luôn mọi người, bà Trang vlog cực kỳ. Ở đây coi bà Bảy mua bông trả giá nè. Cũng vậy là bà nội Bảy sức chiêu ra tay nha mọi người. Bà nội Bảy sức chiêu ra tay cho mọi người xem. Bông là bông gì bây? Bông cốt bông xoay. Vô trả giá liền Bảy ơi. Bảy mua không? Nè là hai. Hai gì? Hai bà cháu. Hai bà cháu đi đâu? Hai bà cháu đi cà khịa. Đi cà khịa cả chợ. Ồ, mấy bông mai này thiệt hay giả không? Thiệt mà đẹp quá hen. Wow, wow. Tất cả mọi người đều nhìn bằng mai thiệt nhưng mà chỉ có cô Trang và Trang Vlog mới nhìn bằng mai giả thôi nha mọi người. Tại vì mình đeo kính nha. Nha bạn Teo. Rất là đông. Còn đêm nay nữa thôi, đêm mai là tối 30 rồi. Bắn pháo bông rồi. Mọi người lo đi xem bắn pháo bông. Hôm nay thì mình đi chợ hoa cà khịa, hai cô cháu cà khịa được 2 đêm rồi. Đêm trước là tối 26, 27 thôi. 27. Bữa nay là 29. Thôi bữa nay cà khịa ít quá vậy, cà khịa. Thôi cà khịa ít thôi. Cà khịa nhiều là chơi một mình. Cà khịa đi. Cà khịa một ít thì vui, cà khịa nhiều ít thì chơi một mình. Làm nấu nó lộn nữa đó nè. Của người ta là cà khịa chục chút thì vui, cà khịa chăm chút thì chơi một mình. Rồi ok luôn. Và cái câu nguyên gốc là cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì chơi một mình. Rồi ok đây. Luôn bà Trang Vlog với Teo Gamer chế lại. À, qua đường qua đường. Chị con. Cái cây gì kìa? Bà Bảy nói cái cây gì kìa? Bây giờ đó là đây là bà Bảy Vlog. Bà Bảy Vlog. Không nhắc ra tao quên đó. Đâu? Vlog đâu? Ai Vlog? Đây là bà Bảy Vlog nha mọi người, đây là bà Bảy Vlog đó. Ghê không ghê. Cô đặt cho bà Bảy là bà Bảy bánh mò đó, chiên đổ bánh mò đó. Bảy Vlog là ngang tài ngang sức với bà Tân Vlog đó mọi người. Ghê không ghê, ghê không ghê không ghê không. Cháu tôi nó hỏi ghê không ghê không ghê không. Ghê thật. Đi nào mà đi đi đi. Có cái xe cá viên chiên nào đâu đó. Thằng nào đòi ăn cá viên chiên? Thằng Teo Gamer hả? Gamer là cái gì? Game thủ Teo. Teo game thủ. Rồi mình đi sắp hết một vòng hàng bông. Giờ sắp sửa đến hàng dưa. Bây giờ là mình đi cái vòng này nữa rồi mình nè. Đúng rồi. Ai đòi ăn cá viên chiên đâu? Con đi thẳng đi rồi quẹo trái.
Bông gì vậy? Đang là phía bên trên này. Quá trình dừa luôn. Nhóc có trường dừa luôn tao. Tao muốn mua dừa không? Không, bà Trang vlog hết tiền rồi. Bà Trang vlog là nghèo lắm anh em ạ. Áo gách nhà nghèo quá mọi người. Bởi vậy các anh em hãy ủng hộ nha. Ủng hộ bà Trang vlog cho bà. Bà áo gách nhà nghèo. Áo gách quần gách. Thấy không, đồ mới đồ xịn sò hả? Xịn sò chuột kìa ông ơi, dám nói xấu hen hen cà khịa hen. Rất là xấu ác cặn bỡ cà khịa hen. Rồi, tới đây là tới hàng quần áo rồi các bạn ơi. Tao mua quần áo mới không? Con mua gì không? Trang mua kìa, áo đỏ kìa. Áo đỏ cho nhỏ mừng. Ôi, đằng kia còn bông nữa kìa ơi. Sao bạn vừa cà khẽ túi hen. Mấy bông cái này là nhổ lên rồi. Ồ, bông này bỏ. Tội nghiệp ta ghê, tiền bỏ trơn. Ai thì đó.